chung tay cùng các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Quỹ Chung một tấm lòng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã đến với nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Phú Thọ. Tại tỉnh Bắc Giang, thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra làm 2 người chết, 15 người bị thương, 16 nhà ở bị sập đổ, trôi hoàn toàn, gần 8.300 ngôi nhà bị ảnh hưởng hư hỏng. Về nông lâm nghiệp, có hơn 18.000 hecta lúa bị ngập, gần 1.700 hecta thủy sản bị thiệt hại. Nhiều công trình phòng chống thiên tai, giao thông, thông tin, y tế, giáo dục và các công trình hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng. Chia sẻ trước khó khăn và thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, đoàn công tác của HTV đã chuyển số tiền 500 triệu đồng trích từ quỹ Chung một tấm lòng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại và sớm ổn định lại đời sống. Tại tỉnh Phú Thọ, đoàn công tác của HTV đã chuyển số tiền 500 triệu đồng được trích từ quỹ Chung một tấm lòng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhằm kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Theo báo cáo của tỉnh, tổng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn khoảng 1.642 tỷ đồng. Tỉnh có 6 người chết, 4 người mất tích, trong đó có 4 người chết, 4 người mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. 8 người bị thương, có gần 6.900 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, thiệt hại, hơn 7.300 hộ dân phải di dời khẩn cấp, hơn 8.000 hecta lúa, hoa màu, rừng bị ngập úng, gãy đổ, hơn 56.000 con gia cầm, gia súc bị chết và cuốn trôi. Bên cạnh đó, nhiều công trình phòng chống thiên tai, giao thông thông tin và các công trình hạ tầng thiết yếu bị thiệt hại.